Ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã công bố quyết định cho bà Huỳnh Thu Hà thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hóa An vì thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 chưa tốt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định điều động bà Hà về công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa. Thành ủy Biên Hòa cũng ra quyết định cho bà Huỳnh Thu Hà thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hóa An. Đồng thời ký quyết định điều động ông Dương Minh Sang, Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa, giữ chức quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hóa An từ ngày 27 tháng 7 thay bà Hà. Bên cạnh đó, Phường ủy Biên Hòa điều động chỉ định ông Dương Minh Sang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Hóa An. Nguyên nhân Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cho bà Hà thôi chức được cho là trong thời gian qua làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại địa phương, khiến dịch bệnh phát sinh nhiều, không có biện pháp cũng như không đề xuất cấp trên xử lý. Trong đợt dịch thứ tư, phường Hóa An là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất. Tính đến hết ngày 27 tháng 7, địa phương này có số ca nhiễm nhiều nhất thành phố Biên Hòa với gần 300 ca. Phường Hóa An là địa phương tiếp giáp với thành phố Dĩ An, Bình Dương, là cửa ngõ nối Đồng Nai với Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh thông qua quốc lộ 1K. Sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19, gần 17.000 lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Pulgen Việt Nam đóng tại đây đã phải tạm nghỉ để phòng chống dịch. Tối 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định kéo dài phong tỏa phường Hóa An thêm một tuần, từ 25 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8 do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca tăng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về flo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.